Thuở ấy thật là một thời kỳ mà Phật giáo rất hưng long. Kết luận, oai thần của Phật Pháp tỏa khắp đến vô lượng vô biên. Công đức không cùng, ơn nhuần tất cả. Từ đời nhà Hán, giáo Pháp của Phật truyền sang xứ Trung Quốc, trải qua bao phen thời đại mà vẫn còn, không có mãnh lực ma thuyết nào làm cho siêu đổ được. Bất nhân thay, vua Sài Đế chẳng xét phận mình, lúc hàng di bôn nam tẩu bắc, lo gầy dựng cơ đồ. Đến lúc an hưởng vinh hoa phú quý, lẽ ra phải vun bồi nền đạo đức cho thần dân được nhờ, lại nhẫn tâm làm sự đại ác, dám phá chùa, đập tượng Phật, lấy đồng mà đúc tiền và cố ý tiêu diệt chánh đạo. Cho nên khi mạng chung, vua Sài Đế phải chịu khổ hình nơi âm cảnh, cho xứng đáng với tâm niệm quá ư độc ác của mình trong lúc sinh tiền. Những việc u minh khó thấy, cuộc thưởng phạt không hình, nếu như chẳng có sự truyền khẩu của ông Châu Bá Thắng, thì những việc đại ác của Sài Dương chưa phát lộ cho người sao rõ biết. Sự hủy phá chùa chiền và tượng Phật, tưởng là không có quả báo, nếu người sĩ phu cũng xen vào mà bình phẩm, cũng chỉ khiến cho lòng khinh mạng Phật Pháp của người đó càng tăng trưởng thêm mà thôi. Kinh có câu, nhược dục bất chiêu vô gián tội, mạc bán Như Lai chánh pháp luân. Nghĩa là, nếu muốn tránh khỏi tội vô gián ở địa ngục, thì chớ nên chê bai chánh pháp của Đức Như Lai. Việc chê bai chánh pháp mà còn phải bị đọa thay, huống chi là sự phá chùa, hủy tượng, thì hình phạt nặng nề của tội không thể kể xiết. Người đời nên xét chỗ thọ báo của vua Sài Đế làm gương, để kính trọng ngôi Tam Bảo mà gieo trồng cội phước. Tiền thân của Đức Địa Tạng Bồ Tát, khi Ngài còn làm thân nàng Quan Mục. Hồi đời quá khứ vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp, có Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục ra đời. Sau Phật nhập diệt rồi, đến thời kỳ tượng Pháp, có Ngài Địa Tạng chưa chứng quả vị Bồ Tát, sinh làm một người con gái tên là Quan Mục. Khi mẹ nàng từ trần, nàng ngày đêm lo sợ, không biết mẹ có thoát khỏi tội khổ hay không. Có một bữa kia, nàng gặp một thầy tỳ kheo đang khất thực, mà thầy ấy chính là một vị La Hán đi giáo hóa chúng sinh. Nàng bèn sắm đủ các món đồ ăn ngon quý, rồi mời vị La Hán ấy vào nhà đi cúng dường. Khi ngài thọ thực rồi, bèn hỏi nàng rằng, ngươi muốn cầu nguyện việc chi hay không? Nàng thưa rằng, bạch ngài, vì từ khi mẹ con mất đến nay, con buồn rầu thương nhớ bội phần, nghĩ đến ơn nhũ bộ, đức sinh thành, thì ngàn kiếp muôn đời con cũng không quên được. Cho nên, con nguyện làm việc tu phước này, để cầu siêu cho vong linh của mẹ con nơi chính suối. Nhưng con là người phàm mắt thịt, không biết mẹ con tác sinh về chỗ nào, vậy xin ngài từ bi chỉ bảo cho con biết. Vị La Hán thấy nàng Quan Mục tuổi nhỏ mà có lòng hiếu đạo như vậy, bèn nhập định một hồi, thấy mẹ nàng bị đọa vào chỗ ác thú và đang chịu nhiều nỗi thống khổ rất nặng nề. Khi ngài xuất định thì hỏi nàng rằng, vậy lúc còn sinh tiền ở trên dương thế, mẹ ngươi làm nghiệp chi mà đến nỗi ngày nay là bị hiện báo ở tại chỗ ác thú và chịu nổi hình phạt rất lớn lao? Nàng nghe nói khôn xiết nỗi buồn rầu, khóc hòa một hồi rồi thưa rằng, bạch ngài, số là ngày thường mẹ con chỉ thích ăn loài cá tạnh, mà lại còn ưa ăn những trứng của nó nữa, hoặc chiên xào hoặc nấu nướng, không biết số ngàn vạn nào mà kể xiết. Nghiệp sát sinh đó của mẹ con cũng đã quá nặng, vậy xin ngài mở lòng từ bi thương xót đến kẻ ấu thơ này mà chỉ dạy cách nào để cứu vớt mẹ con sớm thoát khỏi nơi khổ thú, thì ơn đức ấy vô lượng vô biên. Vị La Hán thấy tấm lòng chân thật của nàng yêu cầu khẩn thiết như thế, liền dùng phương tiện mà khuyên nhủ nàng rằng, ngươi nên chí thành xưng danh hiệu của Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục và phát tâm đắp vẽ sơn thiết hình tượng của ngài mà thờ,
thì ngày sau nhờ công đức đó mà người còn sống được thêm sự lợi ích, và người mất rồi lại khỏi sự khổ não, hai đàn cũng đều nhờ phần phước báo tất cả. Khi nàng Quan Mục nghe mấy lời của vị La Hán nói, thì nàng dẫu bỏ đến thân mạng cũng không tiếc, huống chi là sự gì, nên nàng liền bán hết thảy những đồ nữ trang, và có bao nhiêu tiền cũng đem ra mướn thợ tạo tượng Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục, và mua vàng sơn thiếp mà cúng dường, rồi lại ngày đêm hết lòng cung kính và lễ lại, khóc lóc cầu Phật đặng nhờ ơn cứu độ cho mẫu thân. Có một đêm ước chừng lúc canh ba, nàng vừa mơ màng giấc điệp, bỗng thấy thân Phật hiện ra sắc vàng rực rỡ, lại có hào quang sáng chói, và tỏ cho nàng biết rằng mẹ ngươi chẳng bao lâu rồi cũng tác sinh vào nhà ngươi, hễ vừa biết sự đói lạnh thì nói liền, khi đó ngươi sẽ rõ. Nàng Quan Mục tỉnh giấc dậy thì biết là điềm linh ứng của Phật mách bảo, nhưng chưa hiểu cách thác sinh làm sao, nên muốn những âu sầu mà trông đợi. Cách ít lâu, người tớ gái của nàng sinh được một đứa con chưa đầy 3 ngày đã biết nói. Một bữa nọ, đứa nhỏ thấy nàng Quan Mục liền cúi đầu khóc lóc một cách rất thảm thiết, rồi nói rằng: đường sinh nẻo tử, mối nghiệp di duyên, nếu đã tạo tội thì tất phải chịu lấy quả báo, chứ không thể nào tránh được. Ta đây vốn thật là mẹ của ngươi khi trước, từ lúc vĩnh biệt đến nay ta bị đọa vào địa ngục mà chịu nổi đắng cay, may nhờ phước lực của ngươi nên ta mới được đầu thai lên đây. Nhưng vì tội báo còn nặng nên ta phải sinh làm thân hèn hạ như thế này. Đã vậy lại không thọ, ta chỉ sống được 13 tuổi mà thôi, rồi lại phải chết và bị đọa vào ác đạo nữa. Bây giờ ngươi nghĩ có cách gì làm cho ta ngày sau thoát khổ ấy đặng hay không? Nàng nghe nói đầu đuôi tự sự với lời của Phật mách bảo trong điềm chiêm bao, thì biết đây là mẹ của mình, nên nàng động mối thương tâm, tơ sầu dính dít, giọt lệ chứa chan, mà thưa với đứa nhỏ ấy rằng: nếu quả thật là mẹ tôi, thì chắc biết được những sự tội lỗi trong lúc sinh tiền, làm hạnh nghiệp gì mà phải bị đọa vào ác đạo như vậy, xin tỏ hết cho tôi làm tin. Đứa trẻ nói rằng: bởi ta ngày trước phạm vào 2 nghiệp tội, một là sát sinh và 2 là mắng người, nên phải bị đọa vào địa ngục mà chịu nỗi khổ báo như vậy. Nếu không nhờ phước lực của ngươi niệm Phật và đắp dễ hình tượng của Phật mà thờ để cứu vớt ta, thì tưởng không phương gì mà ta mong phân giải thoát cho được. Nàng lại hỏi nữa rằng: vậy chớ những sự tội báo ở nơi địa ngục như thế nào? Đứa nhỏ nói rằng: ôi, sự thống khổ ấy không nỡ nói ra, mà dầu có nói cũng không biết chừng nào cho hết chuyện. Nàng nghe mấy lời ấy liền khóc hòa, rồi ngửa mặt lên hư không mà bạch rằng: con nguyện với chư Phật xin đem lòng đại bi mà cứu cho mẹ con đời đời khỏi đọa vào địa ngục, và từ nay cho đến 13 tuổi cho mẹ con khỏi phạm tội nặng mà sa vào đường ác đạo khác nữa. Nàng bèn ra quỳ trước bàn thờ của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục mà nguyện rằng: nay con giái cúng 10 phương chư Phật, xin từ bi thương xót mà chứng minh cho mấy lời thệ nguyện của con. Nếu mẹ con đời đời lìa khỏi 3 đường dữ, cùng khỏi làm người hèn hạ, và đến kiếp nào kiếp nấy cũng khỏi đầu thai làm thân con gái nữa, thì từ lúc con đối trước tượng Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục đây cho đến 100 năm, 1000 năm ức kiếp về sau, hễ thế giới nào có chúng sinh bị các điều tội khổ ở trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, thì con thệ nguyện ra sức cứu vớt cả thảy khỏi sự thống khổ nơi 3 đường ấy. Và chừng nào người nấy đều đặng thành Phật tất cả, thì con mới chịu chứng bực chánh giác.
Khi nàng vừa phát nguyện xong, bỗng nghe giữa hư không có tiếng nói rằng: Này Quan Mục, ngươi có lòng từ mẫn rất lớn, biết vì mẹ ngươi mà phát lời đại nguyện như thế. Vậy nay ta là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục, xem mẹ của ngươi đến khi mãn 13 tuổi thì được thác sinh, làm người phạm chí hưởng thọ đến 100 tuổi, rồi sau lại được sinh về cõi vô ưu, hết sự lo phiền, đủ điều khoái lạc, lại sống lâu đến đời đời kiếp kiếp, và sau sẽ thành Phật quả mà cứu độ tất cả chúng sinh ở cõi nhân gian và thiên thượng, nhiều như số cát sông Hằng. Nàng nghe đủ mọi điều tiên chúc của Phật tỏ bày, lấy làm vui mừng không xiết, liền lễ lại mà cảm đội ơn đức Ngài. Từ đó về sau, nàng nuôi dưỡng và chăm sóc đứa con nít kỹ càng, và khi đến 13 tuổi nó chết, nàng cũng thương xót, rồi chôn cất tử tế như mẹ vậy. Nàng Quan Mục chính là tiền thân của Đức Địa Tạng Bồ Tát. Khi Ngài còn làm thân của vị quốc vương, trước đời quá khứ vô lượng A Tăng Tỳ Na Do Tha bất khả thuyết kiếp, thì Đức Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai và Ngài Địa Tạng Bồ Tát đều chưa xuất gia tu hành. Hai Ngài đồng làm vua Lân Bang với nhau trong một thời kỳ. Khi ấy, hai vị quốc vương kết nghĩa làm bạn và giao hảo với nhau rất thân thiết, rồi đều phát tâm làm 10 điều lành, nhất là muốn trên thì quần thần được hưởng hạnh phúc vô lậu, còn dưới thì bá tánh được an cư lạc nghiệp, và sau nữa tất cả chúng sinh đều được ơn giáo hóa, cảm đức nhân từ mà bỏ giữ làm lành, được mọi phần lợi ích. Song nhân dân trong các nước Lân Bang phần nhiều hay làm điều ác nghiệp như tham lam, nóng giận, u si, tà kiến, nói thì ngoa ngu ác ngữ, mắng rủa lẫn nhau, không kính Phật trọng tăng, chẳng trì trai giới sát, tật đố mấy người lương thiện, mưu hại những kẻ trung thành, toàn chẳng có chút gì là nhân đức cả. Đã vậy mà hễ có xảy ra những điều tai bệnh gì thì cứ rước bóng rước vàng, giái ma giái quỷ, đem thân mạng mà cầu cứu như bọn tà sư ngoại đạo, rồi sát sinh hại vật mà cúng tế luôn luôn, tạo ác không biết bao nhiêu tội nghiệp. Hai vị quốc vương thấy nhân dân ở các nước Lân Bang cứ chuộng sự tà mị và làm việc chẳng lành như vậy, thì động lòng thương xót, mới bàn luận cùng nhau tìm các phương tiện gì để hóa độ cho những kẻ ấy khỏi bị ác nghiệp thọ báo, khỏi phải trầm luân nơi biển khổ về sau. Lúc bàn luận xong rồi, thì một vị phát nguyện rằng: Nay tôi nguyện xuất gia cầu đạo Bồ Đề, cho được mau thành chánh giác mà hóa độ tất cả chúng sinh đều vào cõi Niết Bàn, lòng tôi mới lấy làm thỏa mãn. Còn một vị nữa thì phát nguyện: Nay tôi nguyện xuất gia tu hạnh Bồ Tát, nếu tôi không độ những loài chúng sinh bị tội khổ ấy cho được mọi điều an lạc và chứng quả Bồ Đề, thì tôi chưa chịu thành Phật. Trong hai vị quốc vương đồng thời phát nguyện đã nói trên đó, thì vị phát nguyện sớm thành Phật mà hóa độ chúng sinh, tức là Ngài Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Còn vị phát nguyện độ hết chúng sinh, rồi sau sẽ thành Phật, tức là Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Vì lời thệ nguyện của Đức Địa Tạng trong khi ấy như vậy, nên đã trải vô số kiếp rồi mà Ngài cũng còn làm một vị Bồ Tát. Tấm lòng độ sinh của Ngài to lớn biết là chừng nào. Khi Ngài còn làm thân nông trưởng giả, hồi đời quá khứ thuộc về kiếp bất khả thuyết, tiền thân của Đức Địa Tạng Bồ Tát lại sinh làm ông đại trưởng giả rất hào tộc và đức độ. Đương thời kỳ ấy, có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai ra đời. Một bữa kia, ông trưởng giả tình cờ gặp vị Phật ấy, thân tướng tốt đẹp, ngàn phước trang nghiêm, thật tuyệt thắng trên đời, xưa nay chưa thấy,
ông càng xem chừng nào lại càng quý và cung kính chừng nấy, làm cho ông sinh lòng tôn kính bội phần. Ông bèn lại gần, cúi đầu chắp tay mà thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi trộm thấy dung quang của Ngài rất đoan trang nghiêm nghị và viên mãn trăm phần. Càng ngó lại càng tươi, càng nhìn lại càng tốt. Thật chẳng ai có cái báo thân như thế. Nhưng tôi tự nghĩ, nếu được quả tốt, ắt phải có nhân lành. Vậy chẳng rõ mấy kiếp trước, Ngài đã làm những hạnh nguyện gì mà ngày nay cảm được thân tướng tốt đẹp như thế? Xin Ngài từ bi giảng nói cho tôi biết và làm cách nào cho được tướng hảo ấy. Sư tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai thấy ông trưởng giả có tâm muốn làm lành, nên Ngài liền bảo rằng: Nếu ngươi muốn được kim thân diệu tướng như ta đây, thì phải phát tâm tu hành, trải vô lượng kiếp cầu đạo Bồ Đề và một lòng tinh tấn mà hóa độ cho tất cả những loài chúng sinh thọ khổ, cho thoát khỏi đường tội báo và được phần an lạc tiêu diêu. Do duyên phước ấy mà ngày sau sẽ được tướng hảo, chứ không khó gì. Ông trưởng giả nghe Phật dạy bảo như thế, liền quỳ xuống trước mặt Ngài và phát nguyện rằng: Tôi nguyện từ nay đến đời chỉ lai, không biết bao nhiêu kiếp số về sau, nếu có chúng sinh nào ở trong đường dữ bị thống khổ về sự tội báo, thì tôi dùng đủ các phương tiện độ cho được phần giải thoát tất cả, chừng đó thì tôi mới chịu chứng Phật quả. Vì trong kiếp làm trưởng giả nói trên mà Đức Địa Tạng có phát lời đại nguyện như vậy, cho nên từ đó đến nay, trải qua trăm ngàn vạn ức na do tha, không biết bao nhiêu kiếp số rồi mà Ngài vẫn còn làm một vị Bồ Tát. Xem đó thì biết cái thệ nguyện lợi tha của Ngài thật vô cùng vô tận, và công đức cứu khổ của Ngài thật vô lượng vô biên. Vậy chúng ta cũng nên mỗi bữa hương hoa cúng dường Ngài mà đền đáp ơn độ thoát mới phải. Khi Ngài còn làm thân Bà La Môn nữ, hồi đời mặt pháp, một nàng con gái dòng Bà La Môn, nhờ nhiều kiếp tu hành nên phước đức nhân hậu, chúng nhân quý kính và đi đứng nằm ngồi đều có chư thiên theo hộ vệ. Nhưng mẹ của nàng lại tà tính, thường khinh dễ Tam Bảo. Nàng đã nhiều phen khuyên nhủ nhưng không đặng. Về sau bà đến số mạng chung thì hồn bị đọa vào địa ngục vô gián. Bà La Môn nữ biết hồi mẹ còn sinh tiền, chẳng tin nhân quả, chết rồi sao cũng phải theo nghiệp mà sinh về đường ác thú. Nàng bèn bán hết gia sản, mua sắm hương hoa phẩm vật, đem cúng nơi chùa cổ Phật. Khi vào chùa, hình tượng của Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai hoa dung, đoan nghiêm, đức tướng đầy đủ, thì nàng đảnh lễ rồi sinh lòng kính ngưỡng bội phần. Nàng lại tự nghĩ rằng Phật là đấng đại giác, đủ nhất thiết trí, phải chi mẹ ta chết trong lúc Phật còn tại thế, thì ta hỏi cho biết mẹ ta sinh về đâu. Nàng tưởng thầm như vậy mà tủi lòng, hai hàng nước mắt tuôn rơi và đứng chiêm ngưỡng Đức Như Lai một hồi lâu. Thoạt nghe trên không trung có tiếng nói rằng: Thánh nữ đương khóc kia, cho nên bi ai, ta sẽ cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi sinh. Bà La Môn nữ nghe nói mấy lời, bèn chắp tay ngước mặt lên không trung mà bạch rằng: Ngài là thần chi, xin xuống ơn gỡ mối lo buồn cho con. Từ khi mẹ con mất đến nay thì ngày đêm con thương nhớ, nhưng không biết ai mà hỏi cho rõ chỗ của mẹ con sinh. Trên không trung có tiếng đáp lại rằng: Ta là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, chính là Phật mà ngươi đang chiêm lễ đó. Vì ta thấy ngươi có lòng thương nhớ thân mẫu hơn thường tình của chúng sinh, nên ta đến mà chỉ bảo. Bà La Môn nữ nghe mấy lời liền té xỉu xuống đất, bủn rủn hết tay chân, nhờ thị tỳ nâng đỡ dậy. Một hồi lâu mới tỉnh lại, rồi bạch rằng:
xin Phật từ bi chỉ dùm chỗ mẹ con sinh, vì con sắp chết trong giây lát đây. Khi ấy, Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai nói với nàng rằng, người cúng rồi trở về nhà ngồi kiết già, tưởng niệm danh hiệu của ta, thì ngươi sẽ biết chỗ của mẹ ngươi sinh. Bà La Môn Nữ bèn lại rồi trở về nhà, ngồi niệm Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai trọn một ngày và một đêm. Thoạt thấy mình đến mé biển nước sôi, có nhiều thú dữ, thân hình bằng sắt, bay chạy trên mặt biển, và có trăm ngàn muôn người trai gái lặn trong biển ấy, bị những ác thú giành nhau bắt ăn. Nàng lại thấy những quỷ dạ xoa hình tướng khác nhau, hoặc nhiều tay nhiều mặt, hoặc nhiều chân nhiều đầu, nanh nó ngoài miệng bén như gươm, lùa đuổi tội nhân lại gần cho ác thú bắt xé và làm cho dùi dập thân thể. Ai thấy những hình trạng ấy cũng chẳng dám ngó lâu, song nàng vì nhờ có sức niệm Phật nên tự nhiên không sợ. Khi ấy có một quỷ dương tên là Vô Độc bước tới cúi đầu chào nàng và bạch rằng, hay thay, Bồ Tát có duyên cớ gì mới đến chốn này? Bà La Môn Nữ hỏi, chỗ này là chỗ gì? Quỷ Vô Độc đáp, đây là lớp biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Bà La Môn Nữ hỏi, tôi nghe nói trong núi Thiết Vi có địa ngục, mà có thật như vậy không? Quỷ Vô Độc đáp, thật có địa ngục. Bà La Môn Nữ hỏi, vậy làm thế nào mà được vào địa ngục ấy? Quỷ Vô Độc đáp, nếu không có oai thần thì phải cần có nghiệp lực, bằng không hẳn hai điều ấy thì chẳng gì có thể vào đó được. Bà La Môn Nữ hỏi, cớ gì mà nước biển sôi, và sao lại có nhiều tội nhân giác thú? Quỷ Vô Độc đáp, đó là tại cái nghiệp tạo ác của chúng sinh ở Diêm Phù Đề Chiêu Cảm, và những người mới chết trong khoảng 49 ngày, không ai kế tự lo làm việc công đức để cứu bạc tội khổ dùm. Lại lúc còn sống, họ không tạo nhân lành nên chết rồi, cứ tùy theo bổn nghiệp, lôi cuốn vào địa ngục, phải lội qua biển này. Cách phía đông 10 vạn do tuần, có một cái biển kia khổ bằng hai biển này, và ở phía đông của biển kia lại có một cái biển khác khổ sắp bằng hai nữa. Chỗ đó gọi là nghiệp hải, do ba nghiệp ác của chúng sinh chiêu cảm. Bà La Môn Nữ hỏi, địa ngục ở đâu? Quỷ Vô Độc đáp, trong ba biển ấy có trăm ngàn địa ngục lớn, mỗi mỗi đều khác nhau. Trong một địa ngục lớn có 18 cái ngục nhỏ, trong một cái ngục nhỏ có 500 ngục nhỏ nữa, khổ độc vô lượng, kế đó nữa lại có trăm ngàn ngục nhỏ khác cũng khổ vô lượng. Bà La Môn Nữ hỏi, mẹ tôi mới chết chưa bao lâu, chẳng biết thần hồn hiện nay sinh về chỗ nào. Quỷ Vô Độc hỏi trở lại, thân mẫu của Bồ Tát hồi còn sống có làm những hạnh nghiệp chi? Bà La Môn Nữ đáp, mẹ tôi tính tà đảo kiến, khinh quỷ tâm bảo, hoặc có lúc tạm tin rồi chẳng kính, nên tuy mới chết mà tôi rất lo vì chưa biết sinh về đâu. Quỷ Vô Độc hỏi, thân mẫu của Bồ Tát tên họ gì? Bà La Môn Nữ đáp, cha mẹ tôi đều là dòng Bà La Môn, cha tôi tên là Thi La Thiện Hiện, còn mẹ tôi thì tên là Duyệt Đế Lị. Vừa nghe qua mấy lời, Quỷ Vô Độc liền chắp tay cung kính mà thưa rằng, xin thánh nữ hãy trở về, không đến nỗi gì phải lo rầu thương nhớ, vì tội nữ là Duyệt Đế Lị đã được sinh về cõi trời ba ngày rồi, và có nói rằng nhờ con hiếu thuận, lo cúng dường tu phước, bố thí nơi chùa của Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà cầu siêu cho thân mẫu, lại chẳng những một mình thân mẫu của Bồ Tát được thoát khỏi địa ngục, mà đến cả tội nhân trong ngục vô gián ngày đó cũng đặng sự an vui, rồi siêu sinh hết.
Nói như vậy rồi, Quỷ Dương chắp tay chào Bà La Môn Nữ mà lui. Khi ấy, nàng dường như nằm chiêm bao tỉnh dậy, rõ biết được việc đó, bèn đến trước tượng của Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà phát lập đại nguyện rằng: từ nay sắp về sau, con nguyện dùng đủ các phương tiện làm cho những chúng sinh bị tội khổ đều được giải thoát. Bà La Môn Nữ đã nói trên đó, tức là tiền thân của Đức Địa Tạng Bồ Tát. Con tạo tượng Đức Địa Tạng, cha mẹ được sinh về cõi trời. Hồi triều nhà Đường, có một thiếu phụ họ Tổ là vợ của quan thứ sử ở Phủ Châu, đã có lòng quy kính Đức Địa Tạng đại sĩ rất chí thành. Dầu mọi việc phiền phức cách nào thì cũng không sao lãng tâm niệm. Cha mẹ của nàng lại khác, có tánh khi tăng mán Phật, cho rằng tăng ni hủ bại, truyền nhiễm sự mê tín cho dân, ngăn cản con đường tiến hóa của nhân loại. Nàng thấy vậy càng buồn, song không biết làm sao giải phá tấm lòng cố chấp của cha mẹ được, nên tránh tiếng làm kinh để cho cha mẹ được vui lòng trong khi tuổi già sức yếu. Nàng bớt ăn nhịn mặc mỗi ngày một ít, cất để được một số tiền khá nhiều, rồi mướn tay thợ thật khéo đúc một pho tượng Địa Tạng bề cao 3 thước, rồi thép vàng để lễ bái cúng dường cho cha mẹ về sau được phần phước lạc. Một khi nọ, vì có việc nên cha nàng phải đi xa, để một mình mẹ nàng ở nhà cai quản gia vụ. Bọn gian nhân ở xóm đó biết trong gia đình ấy không có đàn ông, nên đêm nọ chúng đến rình nhà, toàn lấy áo quần đồ đạc, xong nhìn vô lỗ vách, thấy Đức Địa Tạng ngồi nghiễm nhiên trên bàn, hào quang sáng chói như ban ngày, làm cho bọn ăn trộm đều hoảng kinh chạy về, không kịp lấy vật chi cả. Qua ngày sau, chúng giả dạng đi chơi, ghé nhà bà ấy xin hỏi thăm các việc, thì thấy bà ngồi trên gián, vui vẻ nói cười. Chúng lấy làm lạ và ân hận trong lòng, bèn đem bao nhiêu sự tội ác của mình với chuyện thấy Phật hiện hình mà thuật lại cho bà nghe và xin chịu tội. Bà ngồi suy nghĩ một hồi lâu, cũng không hiểu nguyên nhân gì đâu có điều kỳ dị dường ấy, rồi bất giác nổi sự ghê rợ rùng mình, thầm lo ăn năn các việc hồi trước và nói với bọn trộm rằng: các người thấy tôi già yếu ở nhà có một mình, muốn thừa dịp trời tối vào nhà lấy đồ của tôi cho dễ, song phần tôi chưa mất của nên Phật không cho. Vậy thì các ngươi có lòng quấy chứ không gì, và cũng chưa làm thiệt hại cho tôi nên tôi có thể không câu chấp. Bọn ấy nghe bà nói vậy cũng ngỏ lời cám ơn, rồi từ giã ra về, không làm nghề ăn trộm nữa. Việc đó xảy ra chưa được bao lâu, kế có việc khác nữa. Cha của nàng ấy đương lúc thân hành qua Phủ Châu thì gặp kẻ thù đón giữa đường mà chém. Ông lính quýnh không biết đường nào lánh nạn, bỗng thấy một vị sa môn mặc đồ vàng xuất hiện và can thiệp, bị chém ngã nằm giãy giụa trên máu. Bọn hung thủ tưởng đâu đã sát hại được ông già rồi, nên mạnh ai nấy co giò chạy trốn mất. Ông thấy sự lạ lùng nên cố nhớ trong lòng. Khi trở về nhà, bèn tường thuật lại cho con gái nghe việc mình bị kẻ thù đón đường chém mà vì sao khỏi chết, và bảo con dẫn mình đến trước pho tượng Đức Địa Tạng bằng vàng để lại tạ ơn lành, sám hối bao nhiêu tội trước. Khi đến gần thì ông thấy trên đầu tượng ấy có 3 vết thương dường như có chảy máu, nên trong lòng ông phát sinh tín tâm với Phật tha thiết. Nàng nọ thấy vậy bèn biết rằng nhờ Đức Địa Tạng chịu thế mấy giao cho cha, nên trong tâm trí nàng khoan khoái vô cùng, vì lớp kinh Phật có oai linh màu nhiệm và nỗi mừng cha khỏi bị sự tai bay, khiến cho một số gia quyến có thể quy đầu về Phật Pháp và nhờ phần siêu thoát về sau. Qua ngày khác, nàng bèn sai kẻ gia nhân đi rước mẹ về biệt thự, rồi cả 3 đều phát nguyện trước tượng Phật Địa Tạng mà giữ giới tu tại gia,
sớm tối lo cúng dường lễ bái luôn luôn, không dám lười biếng. Đến năm nọ thì thân phụ của nàng được 79 tuổi mà cũng quên sự mệt mỏi, cứ chuyên tâm niệm Phật tụng kinh, rồi một ngày kia tự nhiên vô bệnh mà ông mất. Lo chôn cất thân xác của cha rồi, nàng còn lo niệm hồng danh của Đức Địa Tạng mà cầu cho vong linh của cha được tiêu diêu nơi thiên quốc. Đúng 35 ngày thì nàng nằm chiêm bao, thấy thân phụ ngao du nơi cõi hư không, toàn thân đều có hào quang ánh sáng. Nàng bèn sinh lòng hy hữu, cúi đầu đảnh lễ và hỏi rằng: "Thân phụ sinh về cõi nào?" Ông đáp lại rằng: "Nhờ từ bi oai lực của Đức Địa Tạng Bồ Tát Gia Bị nên cha đã sinh lên cõi trời thứ tư mà phụng sự Đức Di Lặc. Những người sinh về cõi đó phần nhiều được nhờ sức dẫn đạo của Đức Địa Tạng Bồ Tát cả. Và 13 năm sau, mẹ của con cũng được giảng sinh về đó nữa. Còn con thì 25 năm, chồng con khoảng 28 năm nữa, khi nhân duyên kết thúc rồi cũng sẽ được giảng sinh về cõi trời thứ tư mà đồng sự Đức Di Lặc như cha vậy." Ông nói dứt lời thì ẩn thân, nàng giật mình thức dậy, nhưng vẫn giữ kín việc ấy trong lòng, chưa đem ra mà tỏ thuật cho ai nghe, chỉ để trong bụng coi quả như điềm chiêm bao ấy không, rồi sẽ tuyên bố cho nhiều người biết cũng chẳng muộn. Quả y như điềm mộng, cách 13 năm, thân mẫu của nàng vẫn không có bệnh mà ly trần, nên nàng tường thuật cho chồng cùng bao nhiêu người ở xóm ấy nghe, ai ai cũng đều sinh lòng tin Phật. Mãi đến 25 năm thì nàng ly trần, và 28 năm thì chồng của nàng cũng viên tịch. Dân chúng trong một châu ấy thấy vậy thì đều đem lòng tin Phật bội phần, đua nhau vẽ tượng Đức Địa Tạng mà phụng thờ và trì niệm hồng danh của ngài, cũng được nhiều sự cảm ơn. Tạo tượng Đức Địa Tạng cầu siêu cho thân mẫu, trích diễn trong Địa Tạng Kinh. Hồi triều nhà Đường có một người thiếu nữ, con của quan đô đốc họ Trần ở nước Trung Hoa. Nàng mồ côi mẹ hồi thuở nhỏ, đêm ngày rầu rĩ nhớ thương, không biết làm sao thấy được mẹ, nên không còn hy vọng sống đời, chỉ một lòng quyết quỷ mình để xuống suối vàng tìm mẹ mà thôi. Quan đô đốc thấy tình cảnh ấy như dao cắt ruột, như bị muối sát trong lòng, song ngài cũng ráng làm tỉnh mà dùng lời an ủi rằng: "Con ơi, hết thảy nhân loại trên thế giới này không ai là người chẳng muốn sống, nhưng vì số thọ yểu chẳng đồng, cuộc hiệp ly có khác, kẻ giàu lại chết sớm, người nghèo thì sống lâu, là bởi chỗ tạo nhân sai biệt mà xưa nay chẳng có ai cải theo ý muốn của mình được. Huống chi mẹ của con tuy mất rồi thì đạo làm con cũng đồng một tâm lý, biết thương mến buồn rầu, phải toan liệu cách nào làm cho được lưỡng toàn, chớ nay con cứ rước lấy sự bi quan vào lòng, rồi bỏ ngủ, bỏ ăn, bỏ uống, quyết làm cho chết thân con mà để lại cho cha thêm một mối buồn rầu nữa, thì thiệt hại cho cái sống trong lúc tuổi già của cha nhiều lắm. Vậy nếu con thương nhớ mẹ của con, thì con nên tạo tượng Đức Địa Tạng như trong kinh Phật đã dạy, để đêm ngày lễ bái cầu nguyện cho vong linh của mẹ con sớm thoát khỏi khổ luân, sinh về cực lạc. Như vậy thì con cũng trả được cái công lao 10 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm." Ông khuyên nói như thế rồi, bèn xuất ra 500 quan tiền, mướn thợ khắc tượng Đức Địa Tạng cao 3 thước và đặt bàn hương án nghiêm trang nơi phòng của vợ ông nằm khi trước, rồi để cho con gái của ông chiêm ngưỡng thánh nhang mà tụng kinh niệm Phật. Từ khi đó, nàng mới an tâm sớm chiều, chí tâm cầu nguyện cho mẹ hết khổ được vui, tiêu diêu lạc quốc. Một đêm nọ, sau giờ tụng kinh niệm Phật, nàng đang lúc ngủ, bỗng chiêm bao thấy một vị sa môn nói với nàng rằng:
Hồi khi ta thọ thân nữ nhân, cha ta là Thi La Thiện Hiện, mẹ ta là Duyệt Đế Lỵ, bị khổ nơi địa ngục hết sức nặng nề. Ta bèn phát tâm Bồ Đề, thệ nguyện cứu độ hết thảy những chúng sinh bị khổ, đặng đem công đức ấy mà hồi hướng cho cha mẹ được siêu thăng. Nay ta cảm tấm lòng chí hiếu của nàng, nên ta thân hành vào địa ngục, thuyết pháp mà độ thoát cho dòng mẫu của nàng, hiện đã được sinh về cõi trời Đao Lợi rồi. Trần Nữ là con gái của quan đô đốc, nghe vị sa môn nói như vậy rồi, nàng rất vui mừng, liền giật mình thức dậy, đem câu chuyện chiêm bao mà tường thuật lại cho cha và hết thảy người trong nhà nghe. Ai nấy cũng đều vui vẻ và thấy áo tượng Đức Địa Tạng thờ tại gia đổi ra sắc nám đen, y như trong chiêm bao nàng nghe vị sa môn nói vì đào địa ngục mà bị lửa liếm nhầm cháy áo, vân vân. Thì sự tín ngưỡng của các người ấy lại càng tăng lên đến cực điểm. Từ đó, chẳng những người trong xóm mà cả người ở xa cũng đồng vẽ tượng Đức Địa Tạng mà thờ để cầu siêu cho cha mẹ và phát tâm tu hành rất nhiều. Hại người trở lại hại mình. Thuở xưa, trong hàng Bà La Môn có một người dâm phụ đương lúc tuổi còn xuân sanh, sát duyên đầm thắm mà trong lòng đã mang một khối tình lai láng. Mặc dù nàng đã có chồng, nhưng thường có tính lẳng lơ, hàng ngày mơ tưởng chuyện ngoại tình. Tuy cái ý tưởng của nàng muốn như vậy, nhưng ngặt gì trong nhà còn mẹ chồng, nên nàng còn kiên nể và phải đè nén lòng dục vọng của mình. Một hôm, nàng bèn nghĩ ra một mưu kế rất hiểm độc. Bề ngoài thì nàng thường giả mượn điều hiếu thảo đối với mẹ chồng, nên hàng ngày thường lo sắm những thức ngon vật lạ cho bà ăn uống, nhưng trong lòng chờ cơ hội để hại bà. Người chồng của nàng thấy vậy có ý mừng thầm và nghĩ rằng, ngày nay mẹ ta đã tuổi cao sức yếu, lại may mắn gặp được một người vợ hiền, biết lo hết bổn phận làm dâu, chăm sóc mẹ ta được ăn no, ngủ khỏe. Trong khi đầu bạc da nhăn như vậy, thật là một điều hết sức vui mừng. Người dâm phụ biết chồng đã lầm kế của mình, bèn thừa cơ nói với chồng rằng, thưa chàng, tuy thiếp đã hết lòng nuôi dưỡng mẹ như thế, nhưng sự ấy chẳng qua là điều ở thế gian mà thôi, nên sự hiếu dưỡng cũng chưa lấy gì đáng gọi là mỹ mãn cho lắm. Vậy chàng cũng nên tìm một phương pháp gì khác, đặng hóa sinh độ tử cho mẹ được siêu thoát linh hồn và được giáng sinh về cõi trời để hưởng những hạnh phúc thần tiên, thì chúng ta mới được trọn đạo làm con, chứ những vật chất ở đời này cũng chỉ là giả dối trong lúc còn sống mà thôi. Người chồng nghe vợ nói những lời tha thiết như thế, liền đáp rằng, nếu chúng ta muốn cho mẹ được mau siêu thăng lên cõi trời, thì chỉ có một phương pháp của đạo Bà La Môn là phải dùng hầm chất củi mà đốt mẹ, nhưng ta không nỡ làm như vậy. Người dâm phụ nghe chồng đáp thì biết đã trúng kế của mình nên nói thêm, phải lắm, trong đạo hạnh của mình đã có pháp giải thoát siêu thăng như vậy, thì chúng ta cũng nên thi hành liền để cho mẹ được lên chốn thiên đường hưởng lộc trời, mà chúng ta cũng nên đáp được ân sinh thành nữa. Nghe qua mấy lời của vợ, người chồng liền tin, chớ chẳng ngờ vợ suối đốc làm như thế là có ý quyết hại mẹ mình. Nên chàng ra ngoài đồng ruộng, đào một cái hầm rất lớn, thật sâu và chở củi đem chất dưới hầm, rồi đốt lửa hừng lên đỏ lòm. Đoạn chàng lại lập một tiệc ở gần cái hầm, rồi trở về nhà dẫn mẹ ra đó, đứng làm chủ tiệc và mời cả thảy những bà con tân khách cùng chúng Bà La Môn đến dự và uống rượu nghe đàn. Sau khi yến tiệc vừa xong, các tân khách đều lui về nhà. Hai vợ chồng người dâm phụ bèn dẫn mẹ ra mé hầm xem, rồi tình lình xô mẹ xuống hầm. Người vợ tưởng rằng xác thịt của mẹ chồng đã tiêu ra tro, còn người chồng lại tin rằng mẹ mình đã tiêu diêu tự tại nơi cõi trời, nên dắt nhau trở về nhà. Ngờ đâu trong hầm ấy lại có một khoảng trống không có lửa,
khiến bà sa vào đó và chẳng có điều gì hại đến tính mạng, nên bà có thể tìm đường chui ra được. Khi bà ra khỏi chốn hiểm nguy rồi thì trời đã về khuya, bốn bề tĩnh mịch. Bà lần mò theo đường cũ trở về nhà, nhưng vì đường xa và trời lại tối đen như mực, nên bà mới gắng leo lên một nhành cây to và rậm để ẩn thân. Trong khi bà ngồi trên cây, bỗng đâu có một lũ ăn trộm vừa đến nghỉ tại dưới gốc. Bà liền tặng hắn một tiếng lớn. Bọn trộm hoảng kinh lật đật chạy tứ tán, để lại những đồ mà chúng đã lấy của người. Đến khi trời vừa tảng sáng, bà liền leo xuống, thấy những đồ châu báu và bạc tiền đầy dưới gốc, nên bà bèn lựa lấy các món quý như vàng, bạc, ngọc ngà, xuyến, bông tai, vân vân, rồi lần lượt đem về nhà. Con dâm phụ thấy mẹ chồng trở về, liền kinh hãi và tưởng rằng bà đã hiện hồn về nhà, nên nhắm mắt và lánh mặt cúi đầu, chẳng dám chào hỏi. Còn chồng của nàng lại tưởng mẹ mình đã được siêu sinh nơi cõi trời, nay vì thăm mình nên lật đật chắp tay lại mẹ mà nói rằng: con nhờ vợ của con khuyên bảo dùng phương pháp hóa sinh độ tử, thoát kiếp siêu hồn, nên nay mẹ được lên ở cõi trời mà về thăm con rất vui mừng. Bà mẹ nghe con nói như vậy, mới biết con dâu mình đã muốn hại mình, nên bà nhân kế tự kế. Nghĩa là bà dùng cái kế của người dâu đã hại bà đó mà trở lại hại nó. Bà bèn đáp lại rằng: mẹ nhờ hai vợ chồng con làm phép siêu thăng cho mẹ, nên nay mẹ được giải thoát mà sinh về cõi trời, hưởng được nhiều điều phước báo. Hai vợ chồng con ăn nở như vậy mới được trọn phần hiếu thảo. Bà lại quay sang người dâu và đưa mấy món báu cầm nơi tay mà nói rằng: những món ngọc, bông tai, vòng vàng, xuyến này là vật của ông bà con nhờ mẹ đem về cho con. Nhưng vì mẹ chân yếu gối dùng, thân gầy sức mỏng nên sách đem về chẳng được nhiều. Giả lại, mấy người có nhắn với mẹ bảo con cũng làm phép siêu thăng như con đã làm cho mẹ vậy, để con lên thiên đường mà lãnh lấy những đồ châu báu ấy còn rất nhiều. Người dâm phụ nghe mẹ chồng mình nói như vậy, tưởng là sự thật, nên đem lòng vui mừng nói với chồng rằng: ngày nay mẹ có duyên xa xuống hầm lửa mà được lên cõi trời hưởng những vật lạ của báu. Nhưng tiếc gì thân mẹ già yếu nên chẳng đem hết của cải về được. Vậy nếu chàng bằng lòng cho thiếp làm phép siêu thăng như mẹ vậy, thì chắc thiếp đem tất cả những đồ châu báu ấy về hết, khi ấy chúng ta sẽ trở thành đại phú gia, mặc sức cùng nhau hưởng sự sung sướng. Người chồng nghe vợ tỏ ý như thế thì cũng vui vẻ bằng lòng, liền đào một cái hầm làm y theo cách đã thiêu mẹ mình ngày trước. Nhưng tha ngôi, khi hầm lửa vừa sắp đặt xong thì con dâm phụ kia liền gieo thân mình xuống, của cải châu báu đâu chẳng thấy, trái lại phải bị ngọn lửa thiêu đốt nóng không thể tưởng tượng, và kết quả tội lỗi tiêu tan thành tro bụi. Thật là một quả báo trùng rợn đáng làm gương cho những nàng dâu bất hiếu với mẹ chồng. Vàng hay rắn? Khi Đức Phật còn tại thế, một hôm Ngài cùng vị đại đệ tử Ananda từ non thú lãnh đi xuống kinh thành khất thực. Đi giữa đường, ngang qua một bờ đất lở, Ngài thấy một ghè vàng. Đức Phật dừng lại bảo Ananda rằng: này Ananda, ngươi có thấy đây là một loài rắn độc không? Ngài Ananda tôn kính bạch rằng: bạch Thế Tôn, thật là một loài rắn độc rất đáng sợ hãi. Có chàng tiều phu đứng gần nghe vậy, tưởng có gì độc thật, liền vội vàng đến xem. Anh đến, thấy một ghè niêm phong cẩn thận, mở ra xem, anh mừng quá, vàng toàn là vàng, vàng ngọc quý cả. Anh cười thầm: Phật và đệ tử Ngài không biết dùng thứ ấy, còn cho nó là rắn độc. Anh ta cẩn thận, hớn hở mang về. Trước khi đem về, anh ta sung sướng la lên rằng: tôi xin nguyện con rắn độc này luôn luôn cắn tôi và cắn cha mẹ, vợ con quyến thuộc tôi,
tôi không cảm thấy đau đớn gì hết. Anh chàng tiều phu kia trở nên một người trưởng giả giàu có kiêu sa. Nào là nhà cửa, ruộng vườn, tôi tớ, bò trâu, xe cộ, cực kỳ sung túc và lộng lẫy. Làng xóm thấy vậy, đâm ra nghi kỵ, không biết anh vì sao giàu sang đột ngột như vậy. Tiếng đồn vang đến tai vua A Xà Thế, vua cho sứ giả đến hỏi, có phải được của kính nhà vua chăng? Anh ta ấp úng trả lời, tôi giàu là tôi giàu, tôi không được chi của nhà vua cả. Sứ giả về tâu lại, vua cho gọi đến hỏi, anh cũng ấp úng trả lời như cũ, cho là người gian. Vua ra lệnh tịch thu gia tài điền sản và bắt anh ta cùng tất cả bà con quyến thuộc đem đi hành hình. Khi đi giữa đường, anh ta khóc lóc, buồn bã và la lớn rằng, ngài Ananda ơi, thật là một thứ rắn độc. Rắn độc nó đang cắn tôi và cắn bà con của tôi đây. Theo luật vua A Xà Thế, ông vua thực hành Phật Pháp, mỗi khi muốn xử tử một người nào, giữa đường nếu có gì lạ, phải trở về tâu lại vua ngay. Bọn lính nghe chàng ta gọi mãi ngài Ananda, bèn trở về tâu lại vua hay. Vua đoán chắc có chuyện lạ, nên ra lệnh đem anh về. Vua hỏi lại, lần này anh ta mới chịu thưa thật nguyên do được ghè vàng. Nghe xong, vua cảm động ân hóa dụ của Đức Phật và bảo chàng tiều phu rằng, tội ngươi đáng chết, nhưng may duyên gặp Đức Thế Tôn. Ta cũng là Phật tử, ta phóng thích cho ngươi và bà con ngươi. Ngươi được phép đem gia tài và châu báu về. Ngươi phải đổi tự tâm tu theo thiện nghiệp và hết lòng cung kính cúng dường Tam Bảo. Chàng tiều phu được phóng thích, sung sướng vô cùng. Cảm mến ân Phật được sống, chàng về chỉ lo tu phước đức và hết lòng cúng dường Tam Bảo. Không bao lâu, nhờ công đức và lòng thành kính tu hành, anh ta được chứng quả giải thoát. Lòng hiếu của con chim quanh vũ. Thuở xưa, ở núi Trước Sơn có một con chim quanh vũ, cha mẹ đều mù, thường đi tìm trái cây thơm chín dâng cha mẹ dùng. Lúc bấy giờ có vị điền chủ mới cấy lúa, bèn phát nguyện rằng, lúa tôi đây xin nguyện cho chúng sinh hưởng dùng. Chim quanh vũ thấy vị điền chủ phát tâm bố thí như vậy, bèn thường bay xuống lấy lúa cúng dường cha mẹ. Người điền chủ đi xem lúa, thấy loài chim, loài sùng phá hại lúa, nổi giận đặt lưới bắt được chim quanh vũ. Chim quanh vũ thưa vị điền chủ rằng, trước đây ông có lòng tốt bố thí nên tôi mới dám lấy của ông, sao lại đặt lưới bắt tôi? Người điền chủ hỏi, người lấy lúa làm gì? Chim quanh vũ đáp, tôi có cha mẹ mù nên phải lấy lúa cúng dường. Vị điền chủ nói rằng, từ nay về sau người cứ lấy lúa mà dùng, đừng e ngại gì cả. Loài súc sinh còn biết hiếu thuận với cha mẹ, huống gì là người. Chim quanh vũ là tiền thân của Đức Phật Thích Ca, người điền chủ là tiền thân ông Xá Lợi Phất. Mấy lời tâm huyết. Thuyết pháp giảng kinh, viết sách giáo lý nhà Phật hoặc in kinh sách đem phát cho mọi người xem, để họ sớm giác ngộ, được như thế hạnh phúc không gì bằng, đó gọi là pháp thí. Nếu không đủ điều kiện làm những việc ấy, chúng ta thỉnh một số kinh sách chịu khó đem đến từng nhà cho mượn đọc, sau đó lần lượt cho nhà khác mượn hoặc đọc cho kẻ khác nghe, nhất là cho người không biết chữ. Việc làm này quý giá vô biên, đây cũng gọi là pháp thí. Chính Đức Phật đã dạy, trong các sự bố thí, pháp thí có công đức lớn nhất, không công đức nào có thể sánh bằng. Tưởng về lợi cũng như về danh, chúng ta đừng nên lo nghĩ, mà điều tối cần là làm sao cho rạng rỡ chánh đạo. Đó là mục đích chính, thiêng liêng và cao cả nhất của chúng ta. Nền móng đạo Pháp cần nhờ sự chung lưng góp sức của chúng ta. Vậy mỗi người nên xây đắp vào đó một ít vôi, một ít nước, một tảng đá hay một viên gạch vân vân. Ngõ hầu cái nền móng ấy được thêm bền vững và kiên cố đời đời.
Chúng ta không nên quan niệm về công đức, hãy nên nghĩ nhiều đến những người lầm đường lạc lối, sống trong dòng tội lỗi không lối thoát xung quanh.